Thúy đã giảm được 6kg và 28cm lận. Quả là một cái kết quả rất là thích thú. Mesophonic, công nghệ làm đẹp cải thiện vóc dáng đến từ Tây Ban Nha, đã có mặt độc quyền tại thẩm mỹ viện Lamia. Mesophonic, giải pháp giảm béo tuyệt vời cho hàng triệu chị em phụ nữ Việt Nam. Tại Lamia, sản phẩm tinh chất và máy móc Mesophonic nhập khẩu chính hãng và được vận hành bởi những kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm. Mỗi ống tinh chất sinh học Mesophonic đều được kiểm soát nghiêm ngặt từ quá trình nghiên cứu đến sản xuất, đảm bảo an toàn tuyệt đối đến khách hàng. Tinh chất sinh học được sử dụng trong công nghệ giảm béo Mesophonic được sản xuất hoàn toàn từ rong biển tự nhiên, an toàn, hiệu quả, nhập khẩu 100% từ Tây Ban Nha, được Bộ Y tế cấp phép sử dụng và lưu hành tại thẩm mỹ viện quốc tế Lamia. Các sản phẩm độc quyền từ công nghệ đốt mỡ sinh học Mesophonic của chúng tôi đã được ứng dụng thành công khắp các quốc gia châu lục trên thế giới. Tại Việt Nam, nhận thấy thẩm mỹ viện quốc tế Lamia là thẩm mỹ viện uy tín nhất cả về chất lượng và dịch vụ. Vậy nên chúng tôi tin rằng công nghệ giảm mỡ an toàn Mesophonic khi đặt chân về Việt Nam và có mặt tại Lamia sẽ giúp hàng ngàn phụ nữ Việt Nam tự tin tỏa sáng với nét đẹp tự nhiên. Ở Lamia, tất cả các khách hàng sẽ được điều trị thăm khám bởi các bác sĩ chuyên gia nổi tiếng, được đưa ra phác đồ điều trị cho từng vùng giảm béo, tiến hành rút mỡ tinh chất, giảm mỡ từng vùng từ 60 đến 90 phút tùy cơ địa từng khách, cam kết giảm mỡ thần tốc, giảm đến 15kg sau khi kết thúc liệu trình. Hiện tại giờ đó, dòng eo Ngân Quỳnh xuống còn 72cm. Trước đó thì cân nặng của Ngân Quỳnh là 63kg, hiện tại thì Ngân Quỳnh chỉ còn có 56kg thôi. 100% tinh chất sinh học được FDA Hoa Kỳ kiểm duyệt và chứng nhận, không phẫu thuật, không đau, không nghỉ dưỡng, nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, loại bỏ 90% mỡ thừa. Số cân và số cm vòng bụng mình giảm được sau liệu trình Mesophonic là 10kg và 25cm vòng bụng. Cảm thấy sức khỏe mình khỏe hơn trước khi mình giảm cân. Ngày nào mình về mình cũng cảm thấy là cái mỡ của mình nó đã đào thải qua từng ngày và rất là thoải mái, không có ảnh hưởng tới công việc, không ảnh hưởng đến sức khỏe mà làm cho mình cảm thấy là tinh thần của mình phấn chấn hơn rất là nhiều nữa. Đối với bản thân mình, anh thì cũng giảm được 8cm rồi. Mình giảm từ 82,5cân xuống 68cân chỉ trong vòng 2 tháng thôi. Và bây giờ cái số cân của mình giờ chỉ còn 67, hoặc là lúc mà ăn nhiều lên được một xíu, 68cân.